Và định tâm giác thứ ba của chúng ta đó chính là đúng kiến thức, đúng không ạ? À, có nghĩa là sau khi các chị chọn đúng phương tiện rồi, à, ví dụ như các chị chọn đúng công cụ làm máy bay đi, thì chúng ta phải học cái cách để chúng ta sử dụng máy bay đó, đúng không ạ? chúng ta lên chiếc máy bay đó và chúng ta ngồi đúng cái vị trí đó, đúng không ạ? Rồi sau đó chiếc máy bay đó sẽ đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta mong muốn. Cụ thể đây là đi từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? À, và ở định tâm giác thứ ba thì chúng ta gọi đó chính là đúng kiến thức các chị. À, nếu như các chị thật sự mơ ước về một cuộc sống tự do này, mơ ước về một cuộc sống thành công toàn diện á, thì Zico chính là phương tiện phù hợp cho các chị. À, và chúng ta cần có kiến thức đúng các chị, phương pháp đúng để kinh doanh Zico thành công. À, và chính hệ thống của chúng tôi sẽ là nơi cung cấp cho các chị về phương pháp này, cách thức làm việc đơn giản và hiệu quả, đúng không ạ? À, cung cấp những cái kiến thức để giúp cho các chị làm việc một cách đúng đắn nhất. À, và Quang xin chúc mừng các chị, vì các chị đã may mắn biết đến cầu kinh doanh Zico, và đặc biệt là biết đến hệ thống kinh doanh của chúng tôi các chị. À, bởi vì có những người có thể gặp được cơ hội tốt, có thể gặp được công cụ tốt, phương tiện tốt, đúng không ạ? À, nhưng mà nếu như không có ai chỉ dẫn đi, không có ai cho phương pháp và cách làm và cách thức làm việc đúng á, thì có thể là họ sẽ phải loay hoay, sẽ phải vất vả và phải làm việc nhiều năm nhưng mà vẫn không đạt được cái mục tiêu họ mong muốn các chị, đúng không ạ? Có thể là như vậy. À, và hôm nay ở đây, ở trong hệ thống này, thì chúng tôi đã hoàn thiện cho các chị về một quy trình làm việc cực kỳ đơn giản các chị, ai cũng có thể làm được. Và quan trọng là các chị có thể là sao chép và nhân bản không giới hạn các chị, đảm bảo cho sự thành công của các chị, đúng không ạ? À,